Thưa quý vị, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023 sẽ diễn ra lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức, Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở ngành triển khai thực hiện với chuỗi hoạt động văn hóa giải trí, nghệ thuật đặc sắc nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, ban tổ chức chia sẻ điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Sài Gòn dòng sông kể chuyện vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2023 tại cảng Sài Gòn, cảng hành khách tàu biển. Đây không chỉ là chương trình thực cảnh đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là chương trình thực cảnh tái hiện sự hình thành của tự nhiên, con người qua các thời kỳ phát triển của gia định Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và dòng sông chính là một nhân chứng hào hùng. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như diễu hành trên sông, không gian trên bến dưới thuyền tại quận 1 và quận 8, trang trí ánh sáng nghệ thuật, các bến tàu, cầu cảng tại khu vực công viên bến Bạch Đằng và dọc bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Chương trình công bố sản phẩm du lịch đường thủy và tour kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành và lưu trú giới thiệu các sản phẩm dịch vụ và du lịch với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời kết nối hành trình trải nghiệm trên sông và các tour tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ.